Rất nhạy. Thế nên nếu như mà dưới ánh sáng ban ngày mà chúng ta mở như thế này cắm vào một phát, lập tức toàn bộ bàn phím ở trạng thái lập tức là nhấn toàn bộ 100%. Và như vậy có thể dẫn đến sốc và hỏng IC ngay lập tức. Bé xin chào tất cả các bạn quan tâm đến sửa chữa bàn phím cơ và bàn phím quang. Thì hôm nay nhân sửa cái lô bàn phím khoảng gần 10 chiếc, tôi có nhận hai loại phím thì đều là phím quang nhé. Cái sửa chữa phím quang thì vốn dĩ tôi không khuyến khích đến các bạn tự sửa, bởi vì nó cần cái khả năng về chuyên môn tương đối cao và cũng cần phải có những cái dụng cụ chuyên dụng, bởi vì nó toàn là linh kiện dán. Thế thì ở đây là tôi muốn trao đổi để cho chúng ta cùng nắm được về ở đây là tôi đang chọn ra hai chiếc là hai dạng. Thì nó là cái thương hiệu Dareon. Còn đâu chiếc màu xanh này là thương hiệu Era. Thì có thể cùng một thương hiệu nhưng mà nó cũng sẽ có những cái cấu tạo khác nhau ở các cái mã hàng khác nhau. Thế thì ở đây tôi có hai cái này muốn để cho các bạn biết và cũng để lưu ý nếu như mà là các bạn chuyên vọc hay là muốn tự mốt hoặc là tự sửa thì cần lưu ý những cái gì. Thì ở đây là về vấn đề cơ chế sử dụng của hai cái này. Bây giờ tôi sẽ cắm cả hai bàn phím này vào để cho chúng ta cùng tham khảo. Hai bàn phím này tôi đã sửa xong rồi nha. Bây giờ thì tôi thực hiện cắm hai bàn phím này. Hai bàn phím này nó khác nhau cái gì? Thì thứ nhất, đây là mẫu bàn phím của Era. Thì nó là cái mẫu chung mà hầu hết các cái phím quang phổ thông nó sử dụng. Đấy là một bên vế bên tay trái này là con IR, tức là luôn luôn phát ra cái tín hiệu hồng ngoại để chiếu sang bên vế bên này của lỗ là con PT, nó là con photo quang. Ánh sáng của con này luôn luôn chiếu sang và như vậy là khi mà có tia hồng ngoại chiếu vào thì cái con bên này nó sẽ có một cái điện trở cao đó, và khi chúng ta thực hiện nhấn thì nó sẽ có một cái trục ở giữa, nó sẽ nhấn xuống để che ánh sáng, và như vậy khi chúng ta nhấn xuống nó sẽ che lại, và lúc này thì chúng ta nhìn đây phím nó đang nó che lại và nó có tác dụng đó. Thì khi che lại là mất ánh sáng thì cái con PT bên này cái nó sẽ bị mất ánh sáng và nó lúc này điện trở của nó giảm xuống và nó dẫn điện qua thực hiện tạo một cái xung tín hiệu sụt tín hiệu để mà so sánh ở trên con IC. Thế thì nếu như với cái cấu tạo này thì nếu mà cái con IR này mà bị hỏng thì cái phím này sẽ luôn luôn dẫn và như vậy là sẽ ở dạng nháy. Và có còn trường hợp khác nữa là nếu như bản thân con này bị mất điện thì cái phím này cũng luôn luôn ở dạng chập. Đây là lỗi đối với loại bản phím này. Cơ chế của nó chính là luôn luôn có cái tia hồng ngoại chiếu vào thì không dẫn điện và ngắt tia hồng ngoại thì nó dẫn điện. Đó. Và tất nhiên nó sẽ có cái mức điện trở cũng như là cái mức dẫn điện theo nhà sản xuất nó tính toán để phù hợp để sẽ so sánh để lấy tín hiệu trở về IC. Đối với bàn phím bên này thì cơ chế nó khác hẳn. Các cái phím bên này thì cũng là một bên là IR, một bên là PT, những IR ở đây lại chính là những con đèn LED phát quang này.
vừa là có tác dụng đèn trang trí nhưng nó cũng liên tục, kể cả mình đặt ở chế độ tắt ánh sáng hoặc đèn nhấp nháy này thì chúng ta nhấn vào nó vẫn có cái tác dụng bình thường, bởi vì cái đèn hồng ngoại của nó sẽ liên tục hoạt động. Còn cái ánh sáng này, bản thân cái ánh sáng này thì nó cũng chịu sự can, kể cả là ánh sáng ban ngày hay ánh sáng của bóng điện thông thường mà chiếu vào thì cũng đều làm thay đổi cái quang trở của cái con PT bên này. Và cái con này nó lắp quay ngửa lên. Cái phím bấm mà của cái phím quang thông thường kia ấy thì khi mà chúng ta nhấn xuống thì cái phần lõi giữa của nó sẽ thò lên một cái lõi như này. Đó, nó thò lên một cái lõi thì nó sẽ chắn ánh sáng giữa hai cái này. Còn đối với phím bấm của con bên này thì ở bên trong của nó có một cái lõi nhựa trong. Nó có một cái lõi nhựa trong hình chữ U như này. Bình thường nó sẽ ở trên cao như này. Khi chúng ta nhấn nó sẽ một bên nó sẽ chạm vào cái đèn phát sáng này và một bên thì ở bên con photo, và nó sẽ dẫn ánh sáng từ con này để vắt sang bên con này và nó chiếu trực tiếp ánh sáng sang. Thì con này ở trong trạng thái gọi là thường đóng. Cái công tắc PT con này là thường đóng, khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ mở, nó dẫn nó sẽ, đây nó vốn dĩ nó là một quang trở, khi có ánh sáng chiếu vào thì cái điện trở của nó giảm xuống và dẫn điện nó sẽ giảm đến một cái mức nào đó phù hợp theo cái thiết kế của nhà sản xuất. Còn cái con bên này cũng là dạng quang trở nhưng nó là dạng thường mở. Đó, khi mất tín hiệu thì nó đóng, còn cái này thì nó thường đóng, khi có tín hiệu thì nó mở, khác nhau là như vậy. Và cái con này tôi chia sẻ chủ yếu là về cái cấu tạo thì như thế, nhưng cái cực kỳ quan trọng đấy chính là cái mà chúng ta nếu như mà mở ra để sửa hay để vọc ấy, nếu trong trạng thái mà chúng ta cắm như thế này mà chúng ta lại bỏ cái lắp đậy ra rồi ấy, thì đây ví dụ chỉ là bàn tay của tôi khi tôi giơ vào nó sẽ phản xạ ánh sáng rất là nhạy, nó phản xạ ánh sáng thì nó đã bắt, nó đã con PT nó đã thay đổi cái điện trở và nó đã có tín hiệu để gửi lên rồi. Thế nên nếu như đấy rất nhạy, thế nên nếu như mà dưới ánh sáng ban ngày mà chúng ta mở như thế này cắm vào một phát, lập tức toàn bộ bàn phím ở trạng thái lập tức là nhấn toàn bộ 100% và như vậy có thể dẫn đến sốc và hỏng IC ngay lập tức. Nên khi mà lỡ tháo bàn phím này ra, quan sát thấy cấu tạo này tuyệt đối không được cắm dưới ánh sáng, dưới ánh sáng ban ngày hoặc dưới ánh sáng trực tiếp của bóng đèn kia chiếu vào. Ở đây tôi đang để này là khuất cái ánh sáng của màn hình này nên nó không bị can nhiễu vào. Còn chỉ cần một bàn tay của tôi giơ vào nó đã bắt tín hiệu lên. Các bạn để ý trên màn hình đó. Thế nên là nó rất nhạy, và nếu như ban ngày mà chúng ta mở ra dưới ánh sáng ban ngày nó sẽ dẫn đến cháy hỏng bàn phím ngay lập tức. Ở đây chỉ là cái lưu ý là như vậy, và căn cứ trên cấu tạo nếu như bạn là thợ thì hoàn toàn có thể suy ra cách để sửa chữa. Và sửa chữa cái này với tôi cũng là một thợ vọc thì tôi thấy rằng là nó rất khó khăn vì nó hàn cái linh kiện dán này, và dưới cái tác dụng của nhiệt nó cũng rất dễ bị bong hỏng trong quá trình thao tác. Thế nên tôi cũng chỉ muốn giới thiệu để cho các bạn sử dụng biết để mà không nên tự làm cái loại bàn phím này. Còn đối với các bạn thợ thì cần lưu ý một chút trong quá trình làm. Trong cái quá trình tự học để chia sẻ đến với các bạn, cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái phương pháp làm sao đấy để chúng ta tự học tự làm được. Và cũng rất có thể có rất nhiều người mà khi mà có cái khả năng tự học tốt thì có thể trở thành thợ mà không cần phải đến trường. Bởi vì cũng trên YouTube thì cũng có rất là nhiều những cái kênh mà người ta chia sẻ rất là thật lòng các bạn. Bản thân tôi đến ngày hôm nay tôi làm thì là do tôi cũng góp nhặt ở trên mạng để mà học rất nhiều. Đó là quá trình tự học. Và để tự học được thành công thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố rất là quyết định. Thôi video hôm nay thì cũng dài rồi, chia sẻ của tôi đang lan man từ cái giới thiệu về các cái loại phím này mà tôi lại chuyển sang tâm sự liên miên không đâu vào đâu cả.
Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ VXN trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn thấy những chia sẻ của tôi là hữu ích thì hãy đăng ký để ủng hộ kênh và sẽ chia sẻ video để cho những người mà có cùng sở thích với chúng ta được biết đến, và chúng ta sẽ là một đội của những người có thể là gì, đã là đàn ông thì có thể làm được tất cả mọi việc. Yeah, cảm ơn các bạn.